Sáng nay ngày 10 tháng 5, thư viện tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Hóa tổ chức ngày hội đọc sách năm 2024. Bằng xe lưu động, thư viện tỉnh đã đem tới ngày hội đọc sách huyện Quan Hóa hàng nghìn đầu sách với đa dạng các chủ đề, phù hợp với từng lứa tuổi. Ngày hội đọc sách nhằm giúp học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách, tìm được niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần giáo dục kỹ năng sống. Ngày hội đọc sách cũng nhằm khẳng định vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách cho học sinh trong nhà trường, góp phần xây dựng xã hội học tập. Nhân dịp này, thư viện tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Quan Hóa đã trao tặng trường tiểu học Hồi Xuân nhiều đầu sách với tổng giá trị 12 triệu đồng.